Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một trong những cái nhóm thuốc thông dụng hiện nay. Đó là nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm. Đây là một nhóm thuốc thường được sử dụng với các triệu chứng là dùng để giảm các triệu chứng là đau, sốt và viêm mà không cần phải có sự kê đơn của bác sĩ. Nhóm thuốc này thì có ít nhất khoảng 20 chất có các cấu trúc hóa học khác nhau. Tuy nhiên nó có chung cách thức hoạt động về tác dụng dược lý. Ngoài ra thì nhóm thuốc này thì còn được điều chế trong các cái dạng kem nè, gel bôi tại chỗ hoặc là những cái miếng dán ngoài ngoài da, ví dụ như là salon bath. Chính vì nhóm giảm đau, hạ sốt, kháng viêm này nó rất là dễ mua trên thị trường và được sử dụng một cách phổ biến như vậy, nên cái việc mà tìm hiểu cách dùng phù hợp và các tác dụng có thể gặp khi dùng thuốc sẽ giúp cho quá trình sử dụng thuốc của mình được hiệu quả hơn và an toàn hơn. Thì trước khi vào chi tiết các thuốc thuộc trong nhóm thì mình sẽ nói sơ về cái định nghĩa giảm đau, hạ sốt và kháng viêm của thuốc ha. Thì thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm hay mình còn gọi đây là cái nhóm thuốc giảm đau ngoại vi. Nó là những cái dược phẩm có hiệu lực giảm đau giới hạn trong các triệu chứng là chỉ là đau nhẹ với đau trung bình thôi. Ví dụ như đau răng, đau đầu, đau dây thần kinh. Cái định nghĩa này để các bạn phân biệt cái nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm với nhóm thuốc giảm đau thần kinh trung ương. Vì nhóm thuốc thần kinh giảm đau thần kinh trung ương nó sẽ có hiệu lực giảm đau từ trung bình đến nặng. Ví dụ như đau sau phẫu thuật hay đau do ung thư giai đoạn cuối ha. Rồi, bên cạnh cái tác dụng giảm đau thì cái nhóm thuốc NSAID của mình hay nhóm thuốc giảm đau ngoại vi nó còn có hiệu lực là hạ sốt và kháng viêm. Thì phản ứng viêm là gì? Viêm là một cái chuỗi hiện tượng do các cái tác nhân gây ra, ví dụ như cơ thể của mình bị nhiễm khuẩn hay là bị tác động bởi nhiệt hay bị tổn thương những cái tổn thương vật lý, hay trong cơ thể của mình xuất hiện các phản ứng kháng nguyên kháng thể thì nó có thể tạo ra cái hiện tượng là viêm. Thì khi mấy bạn sử dụng cái thuốc kháng viêm nó sẽ giúp điều trị các nhóm bệnh lý này, hỗ trợ điều trị các nhóm bệnh lý này ha. Và mình gọi chung các nhóm kháng viêm thuộc cái nhóm NSAID này, mình sẽ gọi chung nó là nhóm kháng viêm không steroid, để mình phân biệt với nhóm thuốc kháng viêm steroid là corticoid. Rồi, dựa vào tác dụng dược lý thì nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid sẽ được chia thành các nhóm thuốc sau. Nhóm thuốc đầu tiên đó là thuốc chỉ có tác dụng giảm đau, hạ sốt mà không có tác dụng kháng viêm. Và chất điển hình ở trong nhóm là dẫn xuất của anilin, một chất mà ai cũng biết và rất cực kỳ thông dụng, đó chính là paracetamol, hay mình còn gọi với tên gọi khác là acetaminophen. Và nhóm thuốc thứ hai theo tác dụng dược lý là nhóm thuốc giảm đau thuần túy, nghĩa là thuốc của mình chỉ có tác dụng giảm đau mà không có tác dụng hạ sốt hay kháng viêm. Thì thuốc ở trong nhóm là dẫn xuất của quinolein, và chỉ có một thuốc điển hình ở trong nhóm đó là rotafenin. Và nhóm thuốc thứ ba theo tác dụng dược lý đó chính là nhóm thuốc có đầy đủ cả ba tác dụng, đó chính là vừa giảm đau, vừa hạ sốt và vừa kháng viêm được luôn. Và mình sẽ gọi nhóm thuốc này là nhóm thuốc giảm đau ngoại vi hay nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid, hoặc có một số trường hợp mình sẽ gọi tắt nó là nhóm thuốc NSAID. Thì cả ba tên gọi này nó đều là một ha. Rồi, và nhóm thuốc cuối cùng theo tác dụng dược lý hoàn toàn khác với ba nhóm trên, đó chính là nhóm thuốc chống viêm giãn cơ và nhóm thuốc chống viêm chống phù nề, nhóm thuốc giảm viêm dạng enzym. Rồi, và trong bốn nhóm thuốc này thì cái nhóm thuốc thông dụng và được sử dụng nhiều nhất hiện nay đó chính là nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid. Và đây cũng là nhóm thuốc mà mình học hôm nay.
thì mình sẽ đi trước khi vào các thuốc trong nhóm thì mình sẽ đi lần lượt cơ chế kháng viêm, giảm đau, hạ sốt của nhóm thuốc này ha. Thì chúng ta có thể nhìn trên slide ha. Khi mà lớp cấu tạo của lớp màng của chúng ta thì là phospholipid màng. Khi có một cái sự tác động ở bên ngoài thì với sự xúc tác của enzyme phospholipid-A2 sẽ tạo thành axit arachidonic. Thì axit arachidonic nó nhờ tác dụng của một cái loại enzyme có vai trò quan trọng trong tổng hợp prostaglandin có tên gọi là cyclogena và được viết tắt là COX. Thì mình sẽ có hai loại COX, đó là COX 1 và enzyme COX 1 và enzyme COX 2. Trong đó COX 2 chỉ xuất hiện khi có phản ứng viêm xảy ra. Còn ngược lại, COX 1 nó có sẵn khắp nơi ở trong cơ thể và được sản xuất một cách thường xuyên. Nó sẽ được sản xuất ở COX 1, nó sẽ sản xuất prostaglandin Y2 để giúp cho tổng hợp nội mạc mạch máu. Bên cạnh đó thì cái phản ứng xúc tác bởi COX 1 nó cũng tạo ra thrombosan A2 có tác dụng là kết cặp tiểu cầu. Đồng thời COX 1 nó cũng xúc tác sản xuất ra prostaglandin Y2 và E2 giúp tổng hợp prostaglandin bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó thì prostaglandin được xúc tác tạo thành bởi COX 1 cũng giúp điều hòa dòng máu qua thận. Còn ngược lại, enzyme COX 2 nó chỉ được tổng hợp khi cần bởi các tế bào miễn dịch và tế bào màng hoạt dịch tại khớp. Do đó, bình thường cơ thể sẽ không có sẵn COX 2 mà chỉ khi có những cái phản ứng viêm hay những cái chất gây viêm cảm ứng thì enzyme COX 2 nó có thể tăng gấp 80 lần. Và việc tạo ra prostaglandin E2 và prostaglandin Y2 nó sẽ gây giãn mạch, tăng tính thấm dẫn đến là tạo ra các phản ứng viêm gây sưng và đau. Ngoài ra thì axit arachidonic nó còn chuyển hóa theo một cái con đường khác để tạo thành leucogen. Thì leucogen này là một trong những cái chất gây tăng co thắt phế quản cũng tạo thành những cái phản ứng viêm. Thì khi mấy bạn sử dụng thì trên sơ đồ cơ chế của thuốc NSAID nó sẽ ức chế đi cái enzyme COX lại gồm có COX 1 và COX 2. Thì khi NSAID ức chế enzyme COX 2 nó sẽ ức chế sự chuyển axit arachidonic thành prostaglandin gây ra phản ứng viêm. Đây là một cái quá trình ức chế có lợi. Tuy nhiên, cái việc ức chế của thuốc NSAID trên COX 1 nó không giúp ích cho cái việc kháng viêm mà nó chỉ mang lại các tác dụng phụ thôi. Thì những cái tác dụng phụ gì khi thuốc NSAID ức chế trên những cái COX thì mình sẽ nói trong slide sau ha. Rồi, và mấy bạn sẽ để ý trên slide, ngoài cái nhánh tạo thành prostaglandin bởi sự xúc tác bởi COX 1 và COX 2 thì khi mà mình ức chế hai hai con đường này thì cái lượng axit arachidonic được tạo thành sẽ chuyển hóa tập trung theo con đường tạo leucogen. Thì khi mà axit arachidonic chuyển hóa tạo nhiều leucogen thì nó có thể gây tăng co thắt phế quản. Đó là lý do tại sao mà nhóm thuốc NSAID sẽ không được chỉ định cho bệnh nhân bị hen suyễn. Bởi vì bệnh nhân bị hen suyễn là bệnh nhân có vấn đề về đường hô hấp, thường hay là bị viêm phế quản hay là phế quản tăng co thắt, hẹp đường thở dẫn đến là cái lượng oxy cung cấp không đủ, mà mình còn sử dụng NSAID làm cho phế quản nó tăng co thắt hơn thì dẫn đến sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân. Đó là lý do tại sao mà ở các bệnh nhân bị hen phế quản hay có tình trạng viêm nhưng mà mình không bao giờ chỉ định NSAID cho nhóm bệnh nhân này. Ngược lại, nếu bạn để nhìn ở bên góc này của slide ha,
thì mấy bạn sẽ thấy rằng cái glucocorticoid đây là một cái thuốc thuộc nhóm kháng viêm steroid. Để mình phân biệt với nhóm thuốc NSAID là nhóm thuốc kháng viêm không steroid, thì mấy bạn sẽ thấy là cái glucocorticoid nó sẽ ức chế cái enzyme phospholipid-A2. Vì vậy, nó sẽ ức chế sự chuyển hóa lớp phospholipid màng thành axit arachidonic. Thì cái việc ức chế sự chuyển hóa thành axit arachidonic thì toàn bộ những cái quá trình ở phía dưới đây nó sẽ không có xảy ra. Do đó, thuốc kháng viêm glucocorticoid nó cũng có các tác dụng là kháng viêm, nhưng nó có một cái ưu điểm hơn so với nhóm thuốc NSAID là do nó ức chế cả sự tạo thành axit arachidonic nên nó sẽ không có tạo được cái glycogen. Vì vậy nó sẽ không gây tăng co thắt phế quản. Do đó ở trong phác đồ điều trị ở bệnh nhân hen suyễn, khi mà cần sử dụng thuốc kháng viêm thì glucocorticoid là một cái chất lựa chọn đầu tay ha, mà không phải là NSAID. Rồi. Trên đây là một cái bản tóm tắt về cái sự có mặt ở cốc 1 và cốc 2 ha, cái enzyme cốc 1 và cốc 2 thôi. Hồi nãy cô đã giảng thì mấy bạn có thể đọc trên slide để tham khảo ha, nếu mà hồi nãy nghe không kịp. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái cơ chế của thuốc hạ sốt. Thì với những cái tác nhân tác động vào cơ thể, ví dụ như tác nhân nhiễm trùng, nội độc tố, các chất trung gian gây viêm như là các chất sinh nhiệt ngoại sinh, thì nó sẽ kích thích lên bạch cầu hạt, bạch cầu mono hay đại thực bào, dẫn đến là gây phóng thích chất sinh nhiệt nội sinh. Cái chất sinh nhiệt nội sinh này nó sẽ kích thích để tạo ra prostaglandin E1 và E2. Thì cái prostaglandin E1 E2 này nó sẽ dẫn đến là kích thích cái bộ phận điều nhiệt ở vùng dưới đồi, dẫn đến là gây ra những cái cơn sốt cho cơ thể của mình. Thì khi mà mấy bạn uống nhóm thuốc hạ sốt NSAID thì nó sẽ hoạt động hạ sốt theo hai cơ chế. Thứ nhất, nó sẽ ức chế cái giai đoạn kích thích của chất sinh nhiệt nội sinh để tạo ra prostaglandin E1 và E2. Đồng thời, cái thuốc hạ sốt của mình nó sẽ tác động lên cái bộ phận điều nhiệt ở vùng dưới đồi, dẫn đến là ngăn cái bộ phận điều làm tăng nhiệt độ cơ thể của mình, dẫn đến sốt. Và chính vì cái cơ chế này nên chúng ta sẽ thấy rằng tác dụng hạ sốt của nhóm thuốc NSAID nó chỉ hạ sốt cho người có sốt do bất kỳ nguyên nhân nào, và nó sẽ không có tác dụng hạ sốt ở người có thân nhiệt bình thường, bởi vì tác động của nó là tác động lên cái vùng điều hòa nhiệt độ. Cái vùng điều hòa nhiệt độ là nó sẽ lập lại cái cân bằng nhiệt độ trong cơ thể của mình, chứ không thể là người đang bình thường uống thuốc hạ sốt vào thì nhiệt độ của cơ thể sẽ bị giảm mạnh. Cái chuyện đó là không có ha. Rồi, cái tác dụng hạ sốt là do cái việc ức chế trung tâm điều hòa nhiệt độ ở vùng dưới đồi như cái sơ đồ hồi nãy mình nói rồi ha. Ngoài ra thì cái tác dụng hạ sốt nó còn do là nó gây giãn mạch ngoại biên và tăng sự tỏa nhiệt, tăng tiết mồ hôi nên làm cho nhiệt độ cơ thể. Và các bạn lưu ý rằng cái tác dụng hạ sốt nó chỉ dùng để điều trị triệu chứng chứ nó không điều trị được cái nguyên nhân gây bệnh. Do đó, khi ngoài cái việc sử dụng thuốc hạ sốt cho bệnh nhân thì mình cần phải kết hợp với các thuốc điều trị nguyên nhân để đạt được hiệu quả cao trong điều trị ha. Tiếp theo trên đây là cơ chế giảm đau của thuốc giảm đau NSAID ha. Thì mấy bạn thấy là khi cơ thể bị chấn thương thì các tế bào bị tổn thương nó sẽ tạo ra cái cảm giác đau theo hai con đường. Một là con đường ngoại vi và một là con đường theo thần kinh trung ương. Đường ngoại vi thì các tế bào bị tổn thương nó sẽ sản xuất ra prostaglandin H2, dẫn đến làm giảm cái ngưỡng đau, dẫn đến kích thích cơn đau. Ngoài ra thì cái tế bào tổn thương này nó có thể tác động lên các thụ cảm thể như da, cơ, khớp, gân, nội tạng, tủy sống, dẫn đến là nó sẽ truyền tín hiệu đến trung tâm đau ở não, dẫn đến là gây ra cái cơn đau. Thì
nhóm thuốc giảm đau kháng viêm hạ sốt của mình, hay còn gọi là nhóm thuốc kháng viêm NSAID và cả paracetamol, thì nó sẽ tác động cơ chế giảm đau theo cơ chế ngoại vi bằng cách là nó sẽ ức chế quá trình sản xuất prostaglandin H2, dẫn đến là nó sẽ cắt đứt đi cái quá trình giảm cái ngưỡng đau để tạo ra cái cơn đau ở ngoại vi. Do đó, cái thuốc giảm đau NSAID hay paracetamol nó chỉ có tác dụng giảm đau nhẹ đến trung bình. Ngược lại, khi tế bào mình tổn thương theo được truyền tín hiệu theo đường thần kinh trung ương, thì cái nhóm thuốc opioid hay mình còn gọi là cái nhóm thuốc giảm đau thần kinh trung ương, hay thuốc gọi là nhóm thuốc giảm đau gây nghiện, mà chất điển hình của trong nhóm đó là morphine. Các thuốc nhóm giảm đau opioid nó sẽ hoạt động theo cơ chế giảm đau bằng cách là nó ức chế sự truyền tín hiệu của thụ cảm thể lên trung tâm đau ở não. Ngoài ra, nhóm opioid nó cũng ức chế luôn cả cái trung tâm đau ở não, nên cái ngưỡng giảm đau của nhóm này nó sẽ mạnh hơn so với nhóm thuốc NSAID. Về dược động học của nhóm thuốc NSAID, thì bản thân NSAID là những cái dẫn xuất của các axit hữu cơ. Do đó, thuốc của mình nó sẽ hấp thu nhanh qua đường uống, đặc biệt là ở pH của niêm mạc dạ dày ha. Thì lý do tại sao mà thuốc có tính axit yếu mà hấp thu tốt ở pH dạ dày thì mình đã học trong chương trình dược lý 1 rồi ha. Tiếp theo về giai đoạn phân bố, thì thuốc NSAID là những cái thuốc gắn mạnh với protein huyết tương và nó tập trung hầu hết ở các hoạt dịch. Do đó nó có tác dụng kháng viêm ở các khớp nội rất là tốt ha. Ngoài ra thì nó tập trung tốt ở các ổ viêm, nên cái việc mà kháng viêm của nó cũng rất là hiệu quả. Tuy nhiên, khi mà sử dụng NSAID thì các bạn lưu ý ha. Thì về phân bố thì NSAID nó có thể qua được sữa mẹ và nhau thai, nên mình sẽ đặc biệt lưu ý ở đối tượng là phụ nữ đang cho con bú hoặc là phụ nữ đang mang thai. Và thuốc NSAID thì nó chuyển hóa chủ yếu ở gan và thải trừ chủ yếu qua thận. Với những cái cơ chế tác dụng của mình, thì các thuốc NSAID nó sẽ chỉ định với những cái chỉ định chính sau. Thứ nhất là nó sẽ dùng giảm đau từ nhẹ đến trung bình, ví dụ như đau gan, đau hậu phẫu kéo dài do sưng viêm cơ hay là đau đầu. Đặc biệt là nhóm thuốc NSAID có những hoạt chất nó đặc biệt hiệu quả đối với những cơn đau bụng kinh ha. Ngoài ra thì nhóm thuốc NSAID còn chỉ định trong các trường hợp kháng viêm, ví dụ như viêm khớp cấp thấp hay là thoái hóa khớp, hư khớp, viêm trong các trường hợp là bị nhiễm khuẩn hay nhiễm virus, kèm theo sốt và đau. Và ngoài ra thì các thuốc NSAID còn được chỉ định với tác dụng là hạ sốt. Trong đó thì nếu mà chỉ sử dụng với cái chỉ định là hạ sốt thôi á, thì paracetamol sẽ là được lựa chọn ưu tiên hơn, bởi vì nó ít tác dụng phụ hơn so với các thuốc NSAID ở trong nhóm. Tiếp theo thì cô sẽ nói trình bày cho các bạn một số tác dụng phụ của thuốc NSAID ha. Như đã nói hồi nãy thì cái cốc 1 luôn luôn tồn tại ở trạng thái cơ thể bình thường. Do đó khi sử dụng thuốc NSAID mà ức chế cốc 1 thì nó có thể dẫn đến là làm giảm sự tổng hợp tiểu cầu, do đó ảnh hưởng đến sự đông máu. Ngoài ra thì khi ức chế cốc 1 nó cũng sẽ dẫn đến sự giảm tưới máu tới thận, dẫn đến tình trạng là suy thận. Bên cạnh đó thì việc ức chế cốc 1 thì nó sẽ ức chế sự tạo thành prostaglandin E2 ở niêm mạc dạ dày, dẫn đến có thể gây ra cái tình trạng là loét dạ dày tá tràng, nặng hơn thì gây thủng dạ dày, chảy máu đường tiêu hóa. Mức độ nguy hiểm trên đường tiêu hóa giữa các thuốc NSAID là sẽ khác nhau. Trong đó các thuốc ức chế chọn lọc trên cốc 2 thường có nguy cơ thấp hơn so với những thuốc ức chế chọn lọc trên cốc 1. Ngoài những cái tác dụng phụ trên thì khi sử dụng thuốc NSAID
Thì ngoài cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thì chúng ta có thể gặp một số tác dụng phụ trên tim mạch. Ví dụ như một số nghiên cứu cho thấy là khi sử dụng NSAID có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Các biến cố huyết khối trên tim mạch cũng tăng, như là nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Trong đó, ngoài cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thì trong quá trình sử dụng thuốc NSAID thì theo các kết quả nghiên cứu cũng thấy là ngoại trừ aspirin, các thuốc NSAID có nguy cơ làm nặng thêm tình trạng suy tim cũng như các biến cố huyết khối trên tim mạch như là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trong đó, NSAID ức chế chọn lọc cấp 2 và diclofenac là các thuốc được ghi nhận nguy cơ tim mạch nhiều nhất. Naproxen và một số NSAID không chọn lọc có tác dụng ức chế cốc một mạnh và thời gian bán tải dài thì được cho là an toàn ở trên tim mạch hơn. Bên cạnh đó, khi sử dụng thuốc NSAID thì nó có thể ảnh hưởng đến chức năng của thận, do thuốc sẽ làm giảm lượng máu tưới đến thận. Khoảng 1 đến 5% người dùng thuốc NSAID có thể gặp được tác dụng phụ trên thận. Mặc dù suy thận cấp thì không thường được gặp, nhưng cũng cần hết sức thận trọng với những người có bệnh lý là bị suy tim, xơ gan hay là bệnh thận mạn, hoặc những người đang có tình trạng mất nước, ví dụ như đang có tình trạng là nôn ói hay tiêu chảy, những người có bệnh tăng huyết áp hay bệnh đái tháo đường, có biến chứng thận thì hết sức lưu ý khi sử dụng thuốc nhóm NSAID ha. Ngoài ra thì khi sử dụng NSAID kéo dài, mặc dù là hiếm nhưng vẫn có thể gây ngộ độc gan, kể cả dùng liều cao. Biểu hiện của nhiễm độc trên gan của NSAID chủ yếu là làm tăng men gan. Tuy nhiên, cái tác dụng phụ này thì không thường gặp như ở trên thận. Ngoài ra, việc giảm sự tạo tiểu cầu có thể dẫn đến là làm rối loạn chức năng đông máu, giảm sự đông máu, mà một chất điển hình mà trong nhóm ảnh hưởng đến quá trình đông máu đó chính là aspirin. Đối với phụ nữ mang thai thì ngoại trừ aspirin liều thấp, tất cả các thuốc NSAID đều được chống chỉ định khi dùng trong thai kỳ, trong 3 tháng đầu thai kỳ, do thuốc có nguy cơ gây đóng ống động mạch sớm ở trẻ sơ sinh. Paracetamol thì được cho là an toàn để giảm đau và hạ sốt, nên được ưu tiên sử dụng cho phụ nữ mang thai hơn là các thuốc NSAID. Mặc dù NSAID có tác dụng giảm đau, chống viêm tốt hơn, tuy nhiên nhóm thuốc này có tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác dụng phụ. Khi cần sử dụng thì nên sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả điều trị trong thời gian ngắn nhất có thể. Với những người bệnh có yếu tố nguy cơ như trên, ví dụ như những yếu như trên như là những cái bệnh về thận hay là phụ nữ mang thai, thì cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn và theo dõi chặt chẽ các tác dụng phụ không mong muốn. Đặc biệt ở phụ nữ mang thai, khi sử dụng các thuốc NSAID thì nó có thể kéo dài thai kỳ, gây băng huyết khi sinh và trẻ sẽ bị nhẹ ký. Với những tác dụng phụ của mình thì các thuốc NSAID thường sẽ chống chỉ định cho viêm loét dạ dày tá tràng hay các bệnh nhân có các vấn đề về rối loạn đông máu, suy gan, suy thận nặng, phụ nữ mang thai, và sẽ không sử dụng thuốc NSAID cho bệnh nhân có tiền sử là dị ứng với aspirin hay NSAID, hoặc là bệnh nhân có tình trạng là hen suyễn, vì thuốc sử dụng NSAID có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hen suyễn của bệnh nhân. Và trên đây là cái bảng phân loại các thuốc NSAID, thì mình sẽ có cái nhóm thuốc chọn lọc trên cốc 2, bán chọn lọc và không chọn lọc. Thì trong các nhóm thuốc chọn lọc trên cốc 2, mình có thuốc điển hình là celecoxib. Thì đây là một cái NSAID chọn lọc trên cốc 2, nghĩa là nó ức chế trên cốc 2 mạnh mẽ hơn. Thì người ta nghiên cứu rằng những cái thuốc mà chọn lọc trên cốc 2 thì nó sẽ tăng yếu tố nguy cơ trên tim mạch, nhưng mà đồng thời nó sẽ giảm
các tác dụng phụ không mong muốn cũng như yếu tố nguy cơ trên hệ tiêu hóa ha. Còn những cái thuốc mà bán chọn lọc như meloxicam, diclofenac, virosicam thì nó sẽ tăng ái lực với cốc 2 hơn so với cốc 1, nhưng nó vẫn duy trì tác động ở trên cốc 1. Với tác dụng ức chế cốc như thế này thì đối với những cái thuốc bán chọn lọc này, việc sử dụng phải thận trọng đối với những cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ về tim mạch vì có thể dẫn đến là suy tim hay đột quỵ. Còn ibuprofen và naproxen là những thuốc NSAID không chọn lọc, nghĩa là nó sẽ ức chế cả cốc 1 và cốc 2. Do đó, cái việc ức chế cốc 2 nó sẽ không mạnh mẽ bằng so với cái nhóm thuốc chọn lọc cốc 2, nên nó sẽ giảm được các yếu tố nguy cơ trên tim mạch. Đồng thời, nó sẽ tăng những cái yếu tố nguy cơ tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Trong các thuốc thuộc nhóm NSAID thì mình có một cái thuốc đặc biệt, đó chính là aspirin. Thì aspirin là một cái thuốc NSAID duy nhất mà nó ức chế không thuận nghịch và không chọn lọc trên cốc 1. Chính vì việc ức chế không thuận nghịch và không chọn lọc trên cốc 1 dẫn đến là aspirin được chỉ định trong điều trị các bệnh về tim mạch, dùng để phòng ngừa huyết khối, và nó có tác dụng là bảo vệ tim mạch ở liều thấp, đó là liều 81 mg. Tuy nhiên, khi mà sử dụng aspirin thì nó có thể tăng nguy cơ tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa vì aspirin nó ức chế trên cốc 1 nhiều hơn cốc 2. Và dưới đây là cái bảng tóm tắt sự chọn lọc trên cốc 1 và cốc 2 ha. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái nhóm kháng viêm giãn cơ. Thì cái nhóm thuốc này nó sẽ làm giãn các cơ băng, cơ bám xương, dẫn đến là giảm đau trong các bệnh lý do gây co thắt cơ băng hay cơ bám xương. Ví dụ như thoái hóa cột sống, đau thắt lưng và tình trạng co thắt cơ, tăng trương lực cơ. Tuy nhiên, nhóm kháng viêm giãn cơ này nó sẽ chống chỉ định cho các bệnh nhân bị mẫn cảm với thành phần này của thuốc, cũng như rối loạn chuyển hóa porphyrin là một cái chất trung gian hóa học có vai trò trong việc tăng và kéo dài đáp ứng viêm ở mô sau tổn thương. Ngoài ra thì nó cũng chống chỉ định cho phụ nữ mang thai hay đang cho con bú. Do nó tác động làm giãn các cơ băng, cơ bám xương nên mình sẽ chống chỉ định cho bệnh nhân bị nhược cơ. Và đặc biệt thận trọng đối với những bệnh nhân khi sử dụng thuốc mà phải vận hành máy móc, vì có thể xảy ra những cái tai nạn ha. Rồi, thuốc kháng viêm giãn cơ thì có một số hoạt chất điển hình trong nhóm như mefenicin, eberison, tonberison. Thì nó sẽ với những cái biệt dược ha, điển hình trong nhóm như sau. Đây là những cái biệt dược thông dụng mà khi mà bạn bị đau nhức do co thắt cơ hay co cứng cơ thì người ta sẽ thường cắt những cái liều thuốc mà có sự phối hợp của mefenicin hay eberison để nhằm giãn cơ, làm cho giảm đau ha, giảm đau và giảm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái nhóm kháng viêm chống phù nề ha. Thì bản chất của các thuốc kháng viêm chống phù nề nó là một cái enzyme. Đây là thuộc cái nhóm thuốc có nguồn gốc từ các men tự nhiên do các tuyến hay là vi sinh vật tiết ra. Thì thuốc nó sẽ chỉ định trong một số bệnh lý như là viêm nhiễm đường hô hấp, găng miệng, tăng tiết đàm nhầy ở đường hô hấp, cũng như là chấn thương hay sau phẫu thuật. Thì mình sẽ có một số hoạt chất điển hình ở trong nhóm như ceratiopeptidase, lysozyme, chymotypsin. Thì các biệt dược này nó sẽ có những cái biệt dược điển hình, ví dụ như chymotypsin thì mấy bạn sẽ hay nghe với một cái tên biệt dược là enfatroid. Thì đây là một cái dạng viên ngậm dưới lưỡi ha, thì mình thường sử dụng trong cái khi mà bị viêm nhiễm đường răng miệng, mà bị viêm nú răng mà bị sưng á, thì các bác sĩ nha khoa hay kê cái chymotypsin này ha.
để sử dụng để chống viêm, chống phù nề ở nú răng ha. Thì thường các thuốc giảm đau á, nó sẽ thường được phối hợp để nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Thì trên slide cô minh họa cho các bạn ba cái dạng phối hợp điển hình trong cái nhóm thuốc giảm đau NSAID ha. Cái thuốc đầu tiên thì mình sẽ thấy rằng với biệt dược là Habacon, thì nó sẽ là sự phối hợp của hai hoạt chất là ibuprofen 200 mg và paracetamol 500 mg. Bản thân ibuprofen là một cái thuốc giảm đau hạ sốt kháng viêm thuộc nhóm NSAID. Khi mà sử dụng thuốc với người trưởng thành thì liều dùng thường sẽ khoảng 400 mg. Tuy nhiên khi mấy bạn sử dụng các biệt dược mà phối hợp giữa ibuprofen và paracetamol thì liều ibuprofen sẽ chỉ còn giảm xuống là 200 mg. Chính vì cái việc giảm liều như vậy nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả trong giảm đau, kháng viêm và hạ sốt của ibuprofen cũng như paracetamol, thì cái việc dược Habacon này nó sẽ giảm được các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa và cũng như tim mạch so với việc sử dụng đơn thuần ibuprofen liều 400 mg ha. Và thứ hai là cái biệt dược efavirenz codeine. Đây là một cái biệt dược chứa gồm hai hoạt chất là paracetamol. Paracetamol là một cái nhóm giảm đau ngoại vi với tác dụng là giảm đau và hạ sốt. Codeine là một cái nhóm thuốc giảm đau thần kinh trung ương. Việc phối hợp hai thuốc giảm đau theo hai cơ chế khác nhau thì sẽ giúp tăng cái ngưỡng giảm đau lên ha các bạn. Tiếp theo là codeine. Thì codeine là một cái thuốc được phối hợp giữa hai hoạt chất là paracetamol với tác dụng là giảm đau hạ sốt và chlorpheniramine. Đây là một cái thuốc kháng histamine H1 với tác dụng là kháng dị ứng. Việc phối hợp hai hoạt chất này với nhau nó sẽ giúp cho ngoài cái việc giảm đau hạ sốt thì codeine nó còn giúp giảm sổ mũi nếu với những cái tình trạng là sổ mũi hay sốt do dị ứng ha, cảm cúm do dị ứng. Đó là những cái phương pháp phối hợp thuốc để những cái hoạt chất nó hỗ trợ nhau nhằm nâng cao cái hiệu quả điều trị. Thì khi sử dụng cái nhóm thuốc NSAID thì các bạn cần lưu ý cho cô một số điểm sau. Thứ nhất là việc đánh giá khả năng giảm đau của thuốc chỉ mang tính tương đối vì đau là một cái phản ứng phụ thuộc nhiều vào tâm lý. Ví dụ như cùng là một việc té nhưng mà sẽ có một bạn đứng lên nói rằng vết thương này chả có gì hết và cũng chả thấy đau gì mà phải cần dùng thuốc. Nhưng mà ngược lại có những người cũng té như vậy nhưng mà do tâm lý họ thấy họ có vết thương, họ cảm giác là vết thương rất là đau và đau từ ngày này qua ngày khác, họ cần sử dụng thuốc để giảm đau. Đây là một cái ví dụ để cho các bạn thấy rằng cái đau nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý. Thứ hai, các thuốc nhóm này chỉ có tác dụng điều trị triệu chứng đau nhẹ đến đau vừa và hầu như không có hiệu quả đối với các chứng đau nội tạng. Ví dụ như các trường hợp mà bệnh nhân đau do ung thư thì các bạn sử dụng nhóm thuốc NSAID này thì sẽ không mang lại đáp ứng hiệu quả ha. Rồi, tiếp theo, thuốc của mình chỉ có tác dụng chữa triệu chứng. Vì vậy, mình hết sức thận trọng khi sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sự chẩn đoán cũng như điều trị căn nguyên. Bởi vì đau hay sốt là một cái triệu chứng để cảnh báo một căn bệnh gì đó. Nếu mà mình chưa tìm được nguyên nhân mà mấy bạn lại đi sử dụng những thuốc điều trị triệu chứng này, nó có thể che giấu đi dấu hiệu bệnh tật. Tiếp theo là đa số các thuốc này sẽ có tác dụng là chống kích cặp tiểu cầu. Vì vậy mình phải chú ý khi sử dụng trong các trường hợp có rối loạn đông máu. Tiếp theo, mỗi thuốc giảm đau đều có mức liều tối đa cho phép. Vì vậy mình sẽ không nên vượt quá mức liều này vì nó có thể gây nhiều tác dụng có hại. Ví dụ như sử dụng paracetamol thì liều có thể gây độc, đó chính là khi sử dụng liều quá 4 gram trên một ngày thì có thể gây ngộ độc gan ha. Các tác dụng phụ thường gặp khi mà sử dụng nhóm thuốc NSAID đó chính là kích ứng gây loét dạ dày tá tràng,
Do đó để hạn chế tác dụng phụ này thì mình có thể uống thuốc NSAID sau khi đã ăn no, hoặc mình có thể dùng thêm một số các thuốc bảo vệ tế bào như là tế bào niêm mạc dạ dày, như thuốc antacid hay các thuốc PPI ha. Rồi, và mình chỉ được kết hợp paracetamol với các thuốc NSAID, tuyệt đối không được kết hợp hai hay nhiều NSAID với nhau, bởi vì đa số các thuốc thuộc nhóm NSAID nó sẽ có cùng một cái cơ chế là ức chế cốc 1 và cốc 2. Mặc dù paracetamol nó cũng thuộc nhóm giảm đau ngoại vi, nhưng tác dụng ức chế cốc của nó rất là yếu nên mình xem như là không có luôn ha. Nên mình có thể phối hợp paracetamol với ibuprofen, paracetamol với diclofenac, nhưng tuyệt đối mình không phối hợp ibuprofen và diclofenac vì nó sẽ không tăng cái ngưỡng giảm đau mà nó chỉ tăng tác dụng phụ thôi. Và cái vấn đề lưu ý thứ 8 là mình sẽ sử dụng liều thấp nhất để đạt hiệu quả, và mình sẽ hạn chế sử dụng kéo dài, bởi vì mình dùng nhóm thuốc NSAID càng dùng kéo dài thì cái khả năng gặp những cái tác dụng phụ càng cao. Trên đây là mình đã kết thúc cái bài học về nhóm thuốc NSAID. Cô cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn học tốt môn dược lý này nha. Chào các bạn.